Việc tỷ phú Donald Trump đắc cử và trở thành tân Tổng thống Mỹ không chỉ là nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình phản đối ở Mỹ trong nhiều ngày qua, mà thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Boko Haram cũng đã phản ứng về việc ông Donald Trump chứng cử Tổng thống Mỹ với cảnh báo rằng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu với phương Tây. Theo đó, thủ lĩnh của nhóm khủng bố này Abu Basa Sekau cho biết cuộc chiến mới chỉ bắt đầu với phương Tây. Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng YouTube, hắn khẳng định rằng đừng bị lấn át bởi những người thích Donald Trump, rằng bọn chúng vẫn kiên định vào đức tin và sẽ không dừng lại, và với chúng, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Boko Haram tiến hành hoạt động vũ trang tại Nigeria từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 20.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 2,6 triệu người bị mất nhà ở trong các vụ tấn công của nhóm cực đoan này tại Nigeria và các nước láng giềng Cameroon, Niger và Chad.